Chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trụ Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Hôm nay chúng tôi nói về tin tức ở Hoa Kỳ, đặc biệt là tin tức ở miền Nam California. Và ngày hôm qua 14 tháng 7 tại Hoa Kỳ đã có một buổi trình diễn showroom hết sức độc đáo và đông nghẹt người xem ở Santa Monica của hãng xe VinFast. Đây là hãng xe điện, coi như là hãng xe điện đầu tiên đã bắt đầu xuất xưởng và bán xe điện ở Hoa Kỳ, thưa quý vị. Thì nói về xuất xưởng thì nhà máy VinFast cũng đã ký hợp đồng với là tiểu bang North Carolina để mà xây dựng một nhà máy sẽ sản xuất xe tại Hoa Kỳ và thu nhận khoảng 7.500 nhân viên và hợp đồng lên tới trên 4 tỷ đô la đầu tư. Và có thể nói rằng đó là một dự án lớn nếu mà VinFast khởi công vào cuối năm nay, và có thể là tới năm 2024 thì sẽ có những chiếc xe VinFast Made in USA đầu tiên xuất xưởng. Tuy nhiên trong thời gian từ đây tới đó thì VinFast sẽ nhập xe từ Việt Nam, xe Made in Việt Nam, và bán tại các showroom ở Hoa Kỳ. Có thể nói thì tin tức cho biết là đã có những cái showroom bắt đầu ở Santa Monica, và ngày hôm qua thì có thể nói là rất đông người gốc Việt, người Mỹ quan tâm đến xe điện đã ồ ạt đến và dự kháng buổi showroom hoành tráng này, thưa quý vị. Nói về thành phố Santa Monica thì có thể nói đây là một trong những thành phố sang trọng của nước Mỹ, của California, là cái thành phố mà rất nhiều giới nhà giàu sinh sống, thưa quý vị. Ở đây quý vị có thể không thấy homeless vì đây là cái khu nhà giàu, giới thượng lưu, giới có tiền, giới mà sang chảnh, nói chung là giới tinh hoa của nước Mỹ, vân vân, thưa quý vị. Thì trên màn hình tin tức từ công ty VinFast cho biết là họ sẽ tổ chức những cái buổi trình diễn ở California. Thứ nhất là Santa Monica Place ở thành phố Santa Monica, bắt đầu từ cái ngày 17 cho tới 17 tháng 6 cho tới ngày 10 tháng 7 ở Hillsdale Shopping Center San Mateo, thì cũng mới bắt đầu từ 22 tháng 6 cho tới 17 tháng 7 ở Fashion Valley Mall San Diego, thì bắt đầu từ 20 tháng 6 cho tới 17 tháng 7 ở Citadel, thành phố Commerce, bắt đầu 28 tháng 6 đến 10 tháng 7, thưa quý vị. Thì đó là những cái showcase mà họ dự tính. Nhưng mà trên thực tế thì mãi tới 11 tháng 7 thì họ mới trình diễn trước công chúng. Nói chung là theo kế hoạch thì dự kiến như thế, nhưng mà trên thực tế thì đã có sự chậm trễ chút đỉnh. Tuy nhiên có thể nói rằng VinFast sẽ sử dụng hệ thống track của công ty Hoa Kỳ là công ty Electrify. Và trong cái cấp độ showroom thì họ sẽ có 3 cấp độ: S1, S2 và S3. Thì tùy theo mỗi nơi họ sẽ đặt những cái showroom ở những nơi đắc địa hoặc ở những nơi sang trọng, và cũng tùy mỗi cái showroom sẽ có những phụ tùng để thay thế hay chỉ là những showroom để bán xe mới, vân vân. Nói chung đây là một cái kế hoạch hết sức dài hơi. Theo dự kiến ban đầu thì ở California sẽ có khoảng từ 40 cho tới 60 showroom.
tức là cái nơi mà trình diễn và bán xe, thưa quý vị. Ở đây thì chúng ta cũng nói là giấy phép của VinFast nó sẽ khác một chút so với giấy phép của các dealership của Hoa Kỳ, thưa quý vị. Nói chung là phương thức bán xe của VinFast nó sẽ tối tân hơn so với phương thức bán xe truyền thống của Hoa Kỳ. Tức là VinFast sẽ đi theo một cái mô hình giống như là của Tesla, một loại xe điện tối tân của Hoa Kỳ và của thế giới, thưa quý vị. Thì cũng có tin tức cho biết rằng VinFast cũng có ý định sản xuất xe bán tải điện. Đây cũng có thể là một bước tiến hết sức thông minh trong tương lai. Và VinFast cũng quyết định đổi màu sơn của các trạm sạc của VinFast ở Việt Nam. Và quý vị thấy là màu sơn mới là màu xanh da trời. Thì ngày 13 tháng 6, 2022, thì công ty VinFast đã công bố một kế hoạch sẽ mở hơn 50 trung tâm bán hàng và dịch vụ hậu mãi, còn gọi là VinFast Store, tại các thành phố lớn nhất ở châu Âu như Frankfurt, Berlin, Cologne, nước Đức, ở Paris, ở Marseille, Pháp, ở Amsterdam, cùng nhiều thành phố khác. Thông báo cũng được đưa ra tại chương trình giới thiệu chính thức các mẫu xe VF8, VF9 ở thị trường châu Âu trong khuôn khổ sự kiện EVS 35. Thì bên cạnh đó, VinFast cũng công bố chính sách khách hàng dành riêng cho thị trường châu Âu và châu Mỹ. Thì các địa điểm để mở các VinFast Store hay là VinFast Showroom được lựa chọn với quy trình đánh giá chặt chẽ, đảm bảo các yêu cầu về cơ sở hạ tầng cũng như tiềm năng của từng địa phương và cộng đồng xe điện nhằm mang đến sự thuận tiện tối ưu cho các khách hàng. Và các cửa hàng sẽ có các quy mô khác nhau, cung cấp dịch vụ trải nghiệm sản phẩm, dịch vụ bán hàng, xưởng dịch vụ và tùy thuộc vào quy mô của mỗi địa điểm. VinFast không chỉ mang đến những mẫu xe điện mà còn truyền cảm hứng cho quá trình điện hóa di chuyển và vì một tương lai xanh cho mọi người, vân vân. Thì nói chung là VinFast đã công bố những cái kế hoạch họ sẽ mở ra các trung tâm bán hàng, và trong tương lai gần thì chắc chắn họ sẽ bán và ký hợp đồng bán các xe điện của VinFast. Thì VinFast họ đã tích hợp những cái công nghệ tối tân, chẳng hạn như là công nghệ nhận giọng nói Alexa của Hoa Kỳ chẳng hạn như vậy. Và VinFast nó cũng sẽ có chương trình giống như là Smart Driving, rồi những chương trình cho thuê pin. Và VinFast cũng đã kết hợp với hãng pin Ultium của Hoa Kỳ, sẽ có những cái loại pin thuộc loại hàng tốt, có thể sử dụng lâu bền cho những chiếc xe VinFast. Và hãng cũng đã ký hợp đồng với các hãng khác, chẳng như hãng sạc điện Electrify. Ở đây thì hãng Tesla sử dụng một cái công nghệ khác, thưa quý vị, cho nên cũng có thể là không thể sử dụng các trụ sạc của Tesla. Tuy nhiên cũng có những công ty làm ra những trụ sạc khác như Electrify, thì có thể sử dụng những hệ thống của Electrify. Hiện nay đã có trên 3-4 ngàn trụ sạc của hãng Electrify trên khắp nước Mỹ. Trong khi đó thì công ty Tesla có hơn tới 200.000 trụ sạc, thưa quý vị, trải trên khắp các 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Đương nhiên là độ phủ rộng của Tesla thì không thể bàn cãi được, vì nó đã bắt đầu từ trước năm 2012, cách đây trên 10 năm, thưa quý vị. Còn những công ty như Electrify hay VinFast thì ý là những công ty mới chập chững bước vào
dành xe ô tô điện. Tuy nhiên với cái tiềm năng và với cái tham vọng và với cái khả năng cùng với đội ngũ của VinFast, chắc chắn là VinFast sẽ vươn xa, phủ rộng trên đất nước Mỹ. Tuy nhiên hiện nay thì VinFast chỉ dường như là tập trung vào tiểu bang California, còn 49 tiểu bang khác thì chưa thấy VinFast có động thái mở các showroom, đặc biệt là ở vùng bờ đông của nước Mỹ, cách bờ tây của nước Mỹ tới 4.600 km, cho nên có những cái khó khăn khi mà vận chuyển xe chẳng hạn như vậy, không thể vận chuyển số lượng lớn mà phải sử dụng những đường xe lửa để mà vận chuyển xe, thì chắc chắn là cái giá thành bán ở bên miền đông của Hoa Kỳ, ở vùng thủ đô, sẽ mắc hơn so với giá xe ở California. Và mãi tới năm 2024 thì mới có những chiếc xe Made in USA VinFast. Nói chung thì VinFast đang có tham vọng sẽ tham dự và chiếm thị trường xe điện của Hoa Kỳ, thưa quý vị. Tuy nhiên ở đây chúng tôi cũng xin nhắc lại cho quý vị khán thính giả là hiện nay có tới 90 hãng làm xe điện để chuẩn bị cạnh tranh khốc liệt vào giai đoạn cuối 2022-2023 và về sau. Nói chung là ít nhất là 90 hãng như thế, và các công ty Toyota, Honda, Nissan, Mercedes, công ty Volkswagen, công ty đều có những cái kế hoạch sản xuất xe điện. Tuy nhiên, chúng tôi cũng xin nói là những xe điện đó đều có giá thành khá cao, và VinFast thì trong một cái phân khúc bình dân hơn. Và VinFast hy vọng là với những cái giá cả bình dân, những chính sách hậu mãi tốt sẽ đem đến cho khách hàng ở Hoa Kỳ những cái trải nghiệm tốt về chiếc xe VinFast. Thì đó là tin tức cho biết là ở tại showroom Santa Monica đã có rất nhiều người Mỹ, người gốc Việt đã đến chúc mừng cho công ty VinFast. Thậm chí là họ tò mò muốn biết hình dáng, hình dạng của chiếc xe VinFast như thế nào, một sản phẩm của người Việt đem từ đất nước Việt Nam sang đến Hoa Kỳ, thưa quý vị. Nói chung là một cái buổi lễ hoành tráng và đầy thành công ở ngay tại showroom Santa Monica. Đương nhiên với cái giá cả xăng dầu hiện nay đang lên cao, khiến cho cái nhu cầu chuyển sang xe điện là rất lớn, và người ta hy vọng là có thể là sạc tại gia, tại tư gia với những cái bộ kit bản giá tầm từ 1.200 cho tới 1.500 để có thể trở thành những cái trụ sạc ngay tại trong nhà, thưa quý vị. Rất là tiện lợi, đi làm về có thể cắm điện vào ổ điện 220 tới 240V và để qua đêm, sau đó thì chiếc xe có thể nạp đầy đủ điện và có thể chạy trong cái tầm khoảng 300 tới 400 km. Đương nhiên xe điện cũng có những cái bất tiện, nếu mà đi đến những cái khu không có những trụ sạc thì rất là mệt mỏi, và nếu trong trường hợp mà xe điện hết điện và giữa đường thì cũng sẽ gây ra những cái phiền toái cho người lái. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có thấy một vài cái phản ảnh tiêu cực của một vài kênh, chẳng hạn như nói rằng là xe VinFast hiện nay vẫn là xe mô hình vân vân, hoặc là xe phải mở cửa bằng dây kéo vân vân. Và vài tin tức thì cho biết là có những trục trặc về xe VinFast. Tuy nhiên chúng tôi cũng nói rõ là tuy là có những trục trặc, nhưng mà trên thế gian này bất cứ hãng xe nào cũng đều có sự trục trặc về xe, về cháy nổ vân vân, về hết xăng hết ga hoặc là hư hỏng cái này cái nọ. Đó là lý do mà phải cần có những phụ tùng.
Không có xe nào trên thế gian này hoàn hảo, kể cả những chiếc xe tối tân của những hãng xe lớn như Mercedes vân vân thưa quý vị. Thì người ta cũng không thấy các ông bà chống cộng hay các ông bà cờ vàng cực đoan mang biểu ngữ đến, mặc dù có những người hết sức cực đoan họ hét và chống đối, và họ nói rằng là những chiếc xe này là chiếc xe của cộng sản vân vân, hay của mở ngoặc kép Việt Cộng đóng ngoặc kép vân vân. Và có nhiều khán thính giả sẽ hỏi là tại sao những người đó không ra biểu tình chống phá nữa. Thì chúng tôi cũng không phải là những người đó nên cũng không biết vì sao họ không đến, không ra hoặc không biểu tình. Tuy nhiên, nói về luật pháp của Hoa Kỳ thì bất cứ doanh nghiệp nào ở trên đất Hoa Kỳ đều được bảo vệ bởi luật pháp nhà nước và chính quyền Hoa Kỳ. Bất cứ những thiệt hại nào về vấn đề kinh doanh của họ, họ đều có quyền thưa kiện ra tòa án thưa quý vị, nhờ chính quyền can thiệp, nhờ chính quyền, nhờ tòa án của nước Mỹ xét xử cho những thiệt hại về vấn đề kinh doanh. Do đó, những ông bà nào mà cố tình đánh phá hay cố tình dựng chuyện hay cố tình đưa tin giả, tin gọi là fake news, cố tình quấy rối, cố tình làm thiệt hại về kinh tế, làm thiệt hại về kinh doanh, bán hàng không được, nói chung là dựng chuyện. Ở đây chúng tôi nói là không phải những tin tức thật, mà những tin tức giả do chế tác qua hình ảnh Photoshop chẳng hạn như vậy, thì đều bị đưa và thưa là tòa án ở Hoa Kỳ thưa quý vị. Và số tiền bồi thường thiệt hại tòa án Hoa Kỳ được phép và cho phép đòi bồi thường gấp 4 lần so với thiệt hại thực tế, thậm chí tối đa là gấp 10 lần thưa quý vị. Nếu mà các công ty hoạt động ở Hoa Kỳ mà chứng minh sự thiệt hại ví dụ là 10.000 đô la thì tòa án cho phép đòi bị cáo gấp 4 lần là 40.000 đô la cho tới 100.000 đô la, thưa quý vị là như vậy. Cho nên dù có bất đồng chính kiến hay bất đồng về những cái về lý tưởng chẳng hạn, nhưng mà nếu mà bạo động, coi như đốt phá công ty người ta, đốt phá sản phẩm của người khác, của công ty người ta đang hoạt động ở Hoa Kỳ, thì đều bị luật pháp Hoa Kỳ trừng trị thẳng tay thưa quý vị. Thì đó là nói về khía cạnh luật pháp. Do đó là ở Hoa Kỳ không ai dám biểu tình đánh phá các công ty vì dễ dàng bị quay phim chụp hình làm bằng chứng để thưa ra tòa thưa quý vị. Thì chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trịnh Văn Thiện đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả khắp nơi. Xin quý vị vui lòng nhấn subscribe để ủng hộ kênh. Thành thật cảm ơn. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.